Quý vị thân mến, một căn nhà lô góc 3 mặt thoáng tại quận Cầu Giấy mới xây có nội thất sẽ là nội dung chính trong video của Thiện ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Thiện Đất để xem nhà bán Hà Nội mới nhất năm 2022. Thưa quý vị, đây là hình ảnh về mặt tiền chính và là góc nhìn chính diện của căn nhà này. Nhà mới xây độc lập riêng biệt hoàn toàn, đang hoàn thiện một số công đoạn cuối. Ở đây thì các anh thợ đang lắp đặt một số hệ thống cửa đây mặt trước của nhà đây nha quý vị Nhà có mặt tiền chiều ngang là 4 mét Thửa đất uh, Chiều sâu là 10 mét Ngang 4 sâu 10 Tuy nhiên thì chủ nhà họ dựng xây nhà trên cái diện tích là 31 mét vuông thôi Còn lại 9 mét vuông là Cái sân ở phía sau nhà mình Thì lát em sẽ quay kỹ nhé Trên đất là ngôi nhà riêng lẻ Xây kết cấu là 5 tầng bố trí là mỗi tầng một phòng rộng. Các tầng 2, 3, 4 là được 3 phòng ngủ. Tầng 5 sẽ là phòng thờ sân phơi. Đây tầng 1 quý vị xem đây. Thì phòng khách ở phía ngoài. Phía trong này là gian bếp. Có vệ sinh. Và sau cùng thì có một cái sân nữa. Nhà là căn có pháp lý sạch, có sổ đỏ chính chủ. Có giấy tờ đầy đủ và sẵn sàng để mua bán công chứng và sang tên ngay. Đây ngõ trước nhà đây quý vị nhé. Xe máy dựng trên trồng giữa có thể quay đầu thoải mái. Xe ba gác vào được. Bất động sản này có hướng là hướng nam. Ở vừa mát lại vừa lành. Phù hợp cho các cô chú anh chị nào thích nhà quay theo các hướng là đông thứ trạch. Nhà này có lợi thế lớn là có sân sau quý vị ạ. Khoảng sân sau này là rộng 9 mét vuông Có thể sử dụng tùy ý Có thể trồng cây để đồ nuôi thú cưng Hay là để xe Cái khoảng sân sau thì đã có khung sắt, đã có mái che rồi Và trong khoảng sân này thì cũng có một cái cửa phụ để chúng ta có thể là đi lại Bởi vì nhà mình có đến ba mặt ngõ Đây sân sau đây có cửa đi ra ngõ bên cạnh đấy ạ Mọi người có thể dắt xe máy vô đây cũng được Đây là một thửa đất nằm ở góc Là căn góc Bao quanh nhà là ba mặt ngõ đi Nhưng nhà mình thì chỉ mở cửa đi hai ngõ thôi Hiện tại đang có một cửa chính, một cửa phụ Nhà này thì cực kỳ thoáng bởi ba bên thì nó có thể mở cửa để lưu thông không khí Có nhiều ánh sáng, nhiều khí tươi, rất tốt cho sức khỏe từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh đến cầu thang Tất cả đều có chỗ cửa sổ ạ Một điểm khác chúng ta cần lưu ý thêm Là nhà mình là một căn đã có nội thất Từ các thiết bị cơ bản đến giường, tủ, rồi bàn phấn, kệ tivi vân vân Tất cả thì đều là đồ mới 100% thiết kế để dành riêng cho từng phòng của ngôi nhà này. Các đồ đạc quý vị đang thấy thì sẽ tặng hết cho người mua nhà bán theo hiện trạng đây nhà mình là có nội thất nha quý vị không phải chỉ một phòng mà tất cả ba phòng ngủ của nhà mình đều có giường tủ rồi đồ nội thất bất động sản này hiện tại đang được gia chủ mong muốn giao dịch ở mức giá là trên 4 tỷ giá mà họ chào bán cụ thể thì em xin phép ghi ở phần mô tả của video nhé giá có thương lượng đàm phán trực tiếp giữa bên bán và bên mua Nhà và đất quý vị đang xem thì có địa chỉ tại ngõ 20 phố Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nằm ngay dưới chân cầu vượt Mai Dịch luôn. Vị trí này thì cách Đại học Quốc gia Hà Nội là khoảng 280m, cách Bến Xe Mỹ Đình 1km. Gia học viện báo chí cũng khoảng cách tương đương. Từ nhà mà di chuyển đến Đại học Thương mại, Bệnh viện 198 Bộ Công an là 500m đến Đại học Điện lực và trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng là khoảng 1,5 km. Nhìn chung thì nếu như quý vị biết đến chỗ cầu vượt Mai Dịch là đã hình dung ra vị trí tương đối của nhà mình rồi. Để cho mọi người ai chưa theo dõi kịp có thể nắm được thông tin thì em xin nhắc lại một số đặc điểm của nhà mình như sau ạ. Nhà có diện tích đất tầng 1 là 40 m2. Tuy nhiên thì nhà xây 31 m2 thôi. Nhà 31 m2 5 tầng. Còn lại 9 m2 là sân sau. Chiều ngang là 4 m, hướng là nam. Nhà mới xây, giá trên 4 tỷ. Có tặng nội thất toàn bộ các phòng. Và nó là căn lô góc, có đến 3 mặt ngõ. Địa chỉ thì nằm tại ngõ 20 đầu phố Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Để xem và chọn mua nhà đất Hà Nội hợp lý, hợp nhu cầu, thì kính mời quý anh chị, cô bác liên lạc trực tiếp em Thiện. Số máy em là 0902 661 999 hoặc là 0962 802 792. Em xin được trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Xin hẹn gặp quý vị ở những video sau.